Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Và mình là Thắng nè. Thì sau cái video ngày hôm qua ấy, Thắng thấy các bạn comment rất là nhiều là các bạn được nghỉ học thêm 2 tuần nữa liền. Ui, tức là nghỉ hết cả tháng 2 luôn ý. Dã man nhiều thế nhở. Nhưng mà nghỉ nhiều như thế ở nhà chán lắm. Cho nên Thắng đã quyết định để hết chán thì Thắng sẽ xách cặp đến nhà cô giáo và chôn cô giáo cho tất cả bạn xem. Ok, và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng hay thì hãy nhớ để lại cho Thắng một like và một đăng ký kênh để Thắng có thật nhiều động lực dành video tiếp theo. Còn bây giờ thì netcode. À mà các bạn ơi, Thắng quên chưa giới thiệu cho tất cả các bạn biết nhá. Đây là cô giáo mới của Thắng này các bạn này. Đó đó, thấy chưa? Cô giáo mới của Thắng mà không phải là cô giáo mới đâu. Đây là cái cô giáo hồi trẻ ấy mà Thắng cũng không hiểu tại sao người ta lại đặt cái tên game này là Horror Teacher, tức là cô giáo ma. Cô giáo ma. Cô giáo ma các bạn ơi. Đây là cô giáo hồi trẻ của cái game Scary Teacher đấy. Thôi bây giờ thì bắt đầu màn chôn đầu tiên nào. Màn chôn đầu tiên này là cái màn chôn bẫy chuột này. Ơ, cũng giống cái game kia mà. Cũng giống cái game chôn cô giáo kia mà. Thôi, bắt đầu nào các bạn ơi. Wow, đây là cô giáo của Thắng. Ơ, sao lúc nãy nhìn ảnh nó trẻ lắm mà. Mà cô giáo của Thắng bây giờ nhìn già ôi là già này các bạn ơi. Trời ơi, thật là không thể tin những gì ở trên ảnh được các bạn ơi này. Cô giáo Thắng về hưu rồi. Chắc là cô giáo Thắng sẽ dạy học lốt năm nay là cô giáo sẽ về hưu. Ơ mà, cô giáo vừa nhặt cái gì đây này. Không biết đâu, mình sẽ đi vào nhà cô giáo và khám phá cái ngôi nhà cô giáo cho tất cả các bạn xem nha. Đầu tiên là như vậy. Mở cổng này, cổng của nhà cô giáo không khóa đâu các bạn ơi. Mà uầy, cô giáo. Ui, ui. Trời đất. Thời tiết nắng lâu như thế này mà cô giáo vẫn quàng cái khăn kín cổ. Nóng ơi nóng luôn, mình còn mặc áo cộc này các bạn ơi. Đi vào nhà của cô giáo nha. Nhà của cô giáo không khóa cửa đâu. Uầy, uầy, nhà không khóa cửa luôn. Nhưng mà bối tội, nhà của cô giáo hơi là xấu, hơi bị xấu. Mà nhìn cũng rất là xịn sò luôn đấy. Cô giáo vừa đi đâu các bạn ơi? Mình sẽ khám phá cái ngôi nhà của cô giáo cho tất cả các bạn xem này. Mày nhìn nào các bạn ơi, wow. Công nhận thật, nhìn nhà của cô giáo sợ ơi là sợ này các bạn ơi. Đây là cái phòng tiếp khách này, cái chỗ ngồi uống nước này các bạn ơi. Đó, cái chỗ ngồi uống nước này, ghế sofa này. Cánh cửa phòng gì đây ta? Phòng này có mở được không ta? Wow, hình như là mình vừa mới nhìn được xuyên tường sao ấy. Không mở được cái phòng này các bạn ơi. Đi sang bên này nào. Chỗ này cũng là ghế sofa này. Phòng này như kiểu là để tiếp khách ấy. Đây nè. Đây là cái căn phòng bếp này các bạn ơi. Đó. Đây là bếp ga này. Bốn cái bếp ga luôn. Ui, cái game này nó chơi hơi bị lỗi các bạn ạ. Mình có thể nhảy được lên. Ui. Mình có thể nhảy được hẳn lên cái bàn này mà. Trời ơi, game này nó mới ra nên là nó lỗi nè. Được rồi. Ủa, mình cảm tưởng mình đi như kiểu là mình đang bay như các bạn ạ. Cô giáo. Cô giáo kìa các bạn ơi. Tí nữa thì bị cô giáo phát hiện luôn. Chạy sang bên này nào. Xuống đây. Wow. Đây nè, cái gì đây? Cái này là người ta hướng dẫn mình chơi này. Ủa, cái bẫy chuột, đúng rồi. Đầu tiên là sẽ bẫy chuột này. Bẫy cô giáo, chôn cô giáo bằng cái bẫy chuột. Đúng rồi. Đâu nhỉ? Mình sẽ tìm cái ghế sofa để mình thả vào. Ok. Ui, cô giáo. Cô giáo đang ở trên này. Ui. Thôi xong rồi các bạn ơi, cô giáo nhìn thấy mình kìa. Ui. Thôi xong rồi, chạy ra ngoài. Tí nữa thì ăn đòn các bạn ạ. Ui. Nhảy lúc nào nhỉ? Đây, nhảy được. À, ui, cô giáo kìa. Cô giáo phải hưu rồi nhưng mà chạy cực kỳ là khỏe luôn các bạn ạ. Rồi bây giờ mình lại đi vào. Mình cầm được cái bẫy chuột rồi. Bây giờ mình lại chôn cô giáo bằng cái bẫy chuột. Mình nhìn thấy cái chỗ mà người ta bảo mình thả cái bẫy chuột vào rồi ấy. Ủa, cô giáo. Đợi cô giáo đi lên đã các bạn ơi. Đó, cô giáo đi lên rồi này. Mình sẽ đi đằng sau của cô giáo. Đi lên. Đó. Đây nè, mình sẽ đặt. Ủa, cô giáo. Đặt cái bẫy ở đây. Ui, đặt xuống. Ơ, đặt xuống này. Rồi ok. Kéo tờ báo. Yes. Ôi, cô giáo đang đi ra ngoài các bạn ơi. Cái này giống cái trò mà mình chôn ở nhà cô giáo của mình. Ui, khóc ra gì lại. Cô giáo chuẩn bị ngồi vào ghế sofa và cô giáo thò tay cầm tờ báo. Nhìn này, các bạn ơi, nhìn này. Hay. Mà vô đi thật, cô giáo còn chưa cả cho tay vào lấy tờ báo ấy. Nói chung cái game này đồ họa nó hơi bị kém các bạn ơi, thôi kệ đi. Lấy tiếp tục sang cái màn chôn tiếp theo là các bạn ơi. Yes. Màn chôn thứ hai là chôn cái bữa ăn của cô giáo này. Chọn, bắt đầu. Nhưng mà các bạn đừng có để cô giáo bắt được nha.
0996979899%. Play. Uầy, cô giáo đang ở cái căn phòng bếp này. Wow, bánh mì của cô giáo nhìn ngon thế nhở. Ui, đổ. Mình nhìn cô giáo để cái đĩa xuống bàn, mình cứ tưởng là cô giáo bị trượt tay đổ mất cái đĩa đấy cơ, hóa ra không đổ ạ. Ôi, wow, được cái nhà cô giáo này của mình ấy không bao giờ khóa cửa luôn các bạn ơi. Cô giáo đang ở tầng 2 kìa. Mình chỉ đi một vòng thôi là mình nhớ hết nhà của cô giáo, vị trí nào, căn phòng nào. Uầy, cô giáo đi đâu cơ, không biết đâu. Đúng rồi, cái căn phòng bếp của cô giáo ở tầng 2 này. Mình sẽ đi lên tầng 2. Trời ơi, cầu thang nhà cô giáo cao quá nên là đi mãi mới tới. Đâu nhở? Không phải trong này này, hình như dưới tầng 1 sao ấy. Mình sẽ... Ủa, cái gì vậy, cô giáo làm gì vậy? Ôi trời, đang đi tự nhiên ngồi xuống là mình giật cả mình. Ôi, cầu thang nhà cô giáo cao thế đấy các bạn ơi. Đây, hình như trong này sao ấy. Uầy, trời ơi, mình cứ tưởng là nhà cô giáo hẹp cơ, hóa ra vào trong này vẫn còn rộng ơi là rộng này. Ui, còn bao nhiêu là phòng luôn này. Thế này thì biết cái phòng nhà bếp là chỗ nào. Cái phòng nhà bếp ở tầm... Ủa, cô giáo. Wow, đây, cho các bạn ơi. Trời ơi, không phải quá. Đây là phòng ngủ này, cái chiếc giường của cô giáo này, ghế sofa này, tivi này. Ui, cô giáo không cần mở cửa nha, cô giáo đi xuyên cửa luôn kìa. Đây nè, đây là cái phòng tập gym của cô giáo này. Phòng bếp ở đâu ta? Đây không phải phòng bếp rồi. Đây là phòng làm việc, phòng tập gym này. Ê, trời ơi, đây cũng không phải này các bạn ơi. Mở phòng này ra. Wow. Thôi xong cái... Wow, may quá. Cái game này nó kiểu gì các bạn ơi, điều khiển mình bị cô giáo túm được rồi. Cái game này nó điều khiển khó lắm các bạn ơi. Chơi lại cái màn này nào. Cái game này nó điều khiển cực kỳ là khó luôn. Đáng nhẽ là mình phải chơi trên điện thoại nhỉ. Chơi trên máy tính nó hơi bị khó á. Đây. Đây này các bạn để ý cho mình nha. Cái căn phòng bếp của cô giáo ở đâu này. Rõ ràng đây là ở tầng 1 này. Tầng 2, cái căn phòng bếp của tầng 2 nó không giống như này. Mình phải tìm bằng được. Đi á, cái game này như kiểu mình đang múa, cái đi nó cứ lắc lư ấy. Mình sẽ tìm bằng được cái căn phòng bếp ở đâu. Mình sẽ đi sang bên này đi. Mở cửa này ra. Ui giời ơi các bạn ơi, cái căn phòng bếp nó ngay ở đây mà mình không biết, mình cứ tìm từ nãy đến giờ. Mất thời gian quá các bạn ơi. Đây là mình sẽ đổ. Đây là hạt tiêu nè. Mình sẽ đổ hạt tiêu. Đổ hạt tiêu vào bánh mì. Cầm lên. Ui, cô giáo đâu? Đấy, bánh mì mà ăn với hạt tiêu thì nhất rồi các bạn ơi. Xong chạy. Được, các bạn ơi, chạy ra ngoài thôi. Học sinh tiểu học đi trôn cô giáo. Mình thấp tín luôn các bạn ơi. Chứ là mình không được lớn như ở cái game trôn cô giáo kia đâu. Các bạn chuẩn bị xem, cô giáo chuẩn bị ăn bánh mì kẹp hạt tiêu nè. Nhìn này. Ôi, cô giáo ngồi xuống rồi. Ăn này. Cay quá bạn ơi. Yeah. Mình đã chôn thành công cô giáo cái màn này rồi. Tục sang cái màn sau. Lấy. À, cái màn này là cái màn đập vỡ tivi của cô giáo này. Ok các bạn ơi, chọn. Wow, màn này sẽ là màn đập vỡ tivi của cô giáo này. Cô giáo sẽ không có gì để xem và cô giáo sẽ buồn. Play. Xem nào các bạn, để ý xem là cái phòng tivi của cô giáo ở đâu nha. Cái phòng này không biết mình vào chưa nhỉ. Cái phòng này hình như mình chưa vào đâu các bạn ơi. Phòng này có nhiều ghế lắm này. Phòng này chính xác là cái phòng để xem tivi chứ không phải là cái phòng ngủ. Cô giáo đang xem hoạt hình gì kìa. Ôi, cô giáo lớn rồi mà xem hoạt hình kìa các bạn ơi. Các bạn ơi, nhớ cho mình nhá, cái phòng này nó là phòng gì nào. Thôi, mình không biết đâu, mình sẽ phải đi tìm mới được các bạn ơi. Tại nhà của nó rộng nguy, của nhà của nó rộng dã man luôn. Được cái mình chôn cô giáo mấy lần rồi nhưng mà cô giáo chưa khóa cổng, khóa cửa vào. Như thế kia, à, cô giáo vừa bước ra. Như vậy thì
Tivi nó sẽ ở tầng 1. Ui, hình như cô giáo đang sát mình này các bạn ơi. Cô giáo đang ở đây này, ở cạnh mình này. Không có. Không biết có cái phòng này ta. À, không phải cái phòng này rồi các bạn ơi. Đi sang bên này nào, hình như ở trong này này. Ui. À, mình mở cửa, cứ tưởng là cô giáo mở cửa cơ. Phòng này cũng không phải là, nhưng mà được cái lắm tivi phết các bạn ơi. Không phải, đi sang bên này các bạn ơi. Mở cửa, đó, phòng này này. Nhưng mà mình phải tìm cái búa các bạn ơi, không biết là cái búa ở đâu nhở. Mình phải đi tìm cái búa nữa thì mới đập được tivi. Đây này, không biết trong bếp có búa không ta. Không mở được luôn này. Hình như là cái búa ở trên tầng 2 sao vậy, mình sẽ đi lên tầng 2 mình lấy búa. Ui, cô giáo. Cô giáo bắt được. Cô giáo đang ở trên tầng 2 kìa. Là cô giáo đi xuống rồi. Cô giáo đi xuống, mình sẽ đi lên. Đây. Người ta bảo là cái búa ở trên tầng 2. Đây rồi. Nào, nhặt cái búa này lên. Oh yeah. Như vậy bây giờ mình sẽ đi đập lát cái tivi của cô giáo luôn. Các bạn ơi, các bạn thi thoảng các bạn chơi ấy, các bạn phải nhìn nè, nhìn cái bản đồ bên góc tay trái này để xem cô giáo đang ở chỗ nào. Bây giờ cô giáo đang ở dưới tầng 1 kìa. Nhưng mà cô giáo không ở gần cái phòng có tivi đâu. Bây giờ mình sẽ vào cái phòng có tivi này. Trời ơi, cái game này nó điều khiển khó lắm bạn ơi, nó cứ đu đưa này nhỉ. Nhưng mình thả ra đấy, nó cứ đu đưa. Ức chế thật đấy. Ui. Tí nữa thì ăn đòn. Lùi lại các bạn ơi. Cô giáo. Đi ra ngoài cấy đấy ơi. Đi ra ngoài cửa. Ra đây đứng đã. Đợi cô giáo đi lên tầng 2 đã. Tí nữa thì ăn đòn. Được rồi đấy, cô giáo chuẩn bị đi lên cầu thang rồi. Ôi cô giáo. Ôi. Cô giáo hình như là biết mình ở ngoài này rồi, cô giáo không đi lên tầng 2 đâu. Cô giáo lại đi vào tầng 1 kìa các bạn ơi. Đó, biết ngay mà chán thật đấy. Mình đang định đi vào trong đấy mà cô giáo lại đi vào trong đấy thì làm sao mà mình có thể vào trong đấy được. Mà liều mạng thôi các bạn ơi. Cô giáo đi bên tay phải này, nhưng mà mình đi bên tay trái cơ. Đây nè, phòng này các bạn ơi. Đây. Đập tivi nha. Phá lát tivi của cô giáo, bây giờ chạy ra ngoài các bạn ơi. Chạy đường này luôn. Đấy, ui, cô giáo đang ở bên ngoài cơ. Cô giáo đi tầng 2 thôi, mình chạy ra ngoài cho an toàn đi các bạn ơi. Đây nè, mình phi một phát đi ra ngoài cổng này cho an toàn. Ui. Wow. Cô giáo đã dùng cái phép gì mà biến một phát cô giáo vào vào đúng cái phòng xem tivi cô giáo luôn. Thế là cô giáo đã thấy cái tivi của cô giáo đã bị lố và cô giáo tức điên lên, cô giáo tức tím người, tức hồng cá luôn. Áo cô giáo màu hồng mà. Ok các bạn ơi, thì hôm nay thằng đã chôn được cô giáo 3 lần rồi các bạn ơi, và thằng sẽ để dành để những cái ngày sau thằng chôn cô giáo tiếp. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này của thằng, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.